họ sẽ đâu không? Vĩnh Phúc gặp công an. Với tỷ số 5-0, trọng tài tuyên bố công an thắng cuộc. Tiếp theo mời hai vận động viên Huế AK Lạng Sơn AO ra sàn thi đấu. Đội tỷ số 3-0, vận động viên Hà Nội xin lỗi vận động viên Công An thắng cuộc sau thời gian nghỉ hát.